Chào đón cả nhà đã đến với kênh nấu ăn con gái của mẹ. Cả nhà ơi, ngày hôm nay mình mời chị em mình vào bếp nấu với mình một mâm cơm đơn sơ nha cả nhà. Thì thực đơn thì cũng không có gì hết. Cái này là xương ống bữa đó mình làm giò heo chiên muối cả nhà. Nó còn lại thì ngày nay mình lấy ra mình sẽ nấu canh với su su cả nhà. Ở đây là hai con cá rô ruộng nè cả nhà. Con nó cho mình hai con, tại vì có hai chồng thôi. Thì mình sẽ làm cá rô, mình kho với thịt. Thịt này là thịt nạc dăm cả nhà. Rồi mình sẽ nấu canh su su, ăn cơm với cá rô kho tộn nha cả nhà. Bây giờ mình mời chị em mình cùng vào bếp nấu với mình nha. Su su mình bào thì mình ngâm nước cả nhà ha, để nó mủ. Hai con cá rất là đơn sơ cả nhà ơi, nhưng mà đây là tình cảm của con, nó câu về nó cho mình mới làm đây. Nó nói giờ mẹ thích ăn cá ruộng rồi con đi câu được hai con cá, giờ cho mẹ kho, ba với mẹ ăn cơm. Thôi, tình cảm rất là quý cả nhà ha, mình cũng trân trọng cái tình con nó dành cho cha mẹ nên mình làm. Sau khi mà mình sơ chế, mình bào gọt xong rồi cả nhà ha. Bây giờ mình sẽ sắc su su. Mình nấu canh với xương ống cả nhà ha, với một miếng thịt nạc nữa. Nay cuối tuần rồi, mình nấu hơi nhiều. Tại vì có con cháu nó về á, nên là mình nấu canh hơi nhiều. Giờ xương ống mình bỏ vô nồi nước mình nấu nha cả nhà. Ba củ su 8.000. Nấu canh cho cháu nó ăn. Ăn nấu xương ống với thịt nạc nữa ngon lắm anh. Cháu nó ăn canh như ông quậy là quậy ăn cục xương nha. Cả nhà ha, xương mình cũng ninh rồi. Giờ mình bỏ su su vô đi. Rồi mình sẽ bỏ thêm thịt nạc vô nha. Rồi khi su mềm là nồi canh mình có một nồi canh su rất là ngon. Nói chung là bữa cơm mà mình nấu là bữa cơm bình thường của mọi gia đình ha. Mình đang nấu cả nhà ha. Bây giờ mình ướp hai con cá rô. Hai cá rô này tình nghĩa nè. Tình cảm. Mình sẽ bỏ thịt vô luôn nha cả nhà. Đó. Rồi, củ hành tím, củ tỏi. Mình băm hơi dập dập thôi chứ không băm nhuyễn. Ớt, tại vì mình kho tiêu ha. Này ông ngoại bà ngoại cố ăn, ngoại bà ngoại ăn không à. Rồi nước mau. Nước màu mình thắng nên nó không có đen, nó vừa tầm thôi. Rồi nước mắm. Mình ướp như vậy mình để chừng khoảng 15 phút cho nó thấm nha cả nhà. Hơn mình kho mình chỉ đổ dầu thôi chứ mình không đổ nước, mình dặn lửa riêu thật là riêu. Thì mình sẽ có một ơ kho tiêu rất là ngon. Mình không xài muối luôn, mình chỉ xài nước mắm thôi. Đó, một miếng đường. Một miếng bột ngọt.
ngọt và một miếng bột nêm. Như vậy là mình trộn đều lên, mình để 15 phút sau là mình sẽ bắt đầu mình kho. Dưới liệu lửa riu riu mình sẽ cho một miếng dầu nha cả nhà. Dưới này đúng ra là kho tóp mỡ rất là ngon á, nhưng mà nhà mình không có xài mỡ, mình xài dầu không à, nên hơn mình sẽ đổi đây một miếng dầu là mình bắt lên mình kho. Ngon lắm cả nhà ơi. Rồi mình để như vậy là 15 phút sau mình sẽ kho nha, cho cá thấm, thịt thấm đều hết. Đổ cho chút xíu dầu nha cả nhà. Thay vì mình là xài tóp mỡ thì rất ngon á, nhưng mà nhà mình không có ăn mỡ, mình chỉ ăn dầu thôi, nên mình bỏ chút dầu nha. Đó, như vậy là mình để lửa riu, mình vớt bọt rồi cả nhà, mình kho cho nó quéo lại nha. Gia vị thì mình nêm tùy khẩu vị ha, này là mình không bỏ nước lạnh nha, mình chỉ bỏ nước mắm thôi. Mười phút nữa là mình sẽ có mâm cơm rất là ngon đó cả nhà. Cá kho mình đã thực hiện xong rồi cả nhà ha. Bây giờ mình bỏ hành, đậu hành với hành lá vô nữa là mình dọn cơm. Ngon lắm cả nhà. Đơn giản nhưng mà rất ngon. Cả nhà ơi, nồi canh su su nấu với xương giò. Xương này, xương giò nè cả nhà. Cũng xong rồi ha. Bây giờ mình chuẩn bị dọn cơm đi cả nhà. Cơm mình đã thực hiện xong rồi cả nhà, canh su su nấu với xương ống, cá rô đồng nấu ở kho với thịt nạc dăm. Mình sẽ ăn canh su su với nước mắm cay nha cả nhà. Cơm mình cũng đã dọn rồi, thì bây giờ mình ngày nay ngày thứ bảy, mình mời cả nhà cùng ăn cơm với vợ chồng mình, bữa cơm thường ngày của